Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đọc dữ liệu được lưu giữ trong file và cách ghi dữ liệu từ bộ nhớ máy tính ra file thông qua ví dụ mã hóa SISA. Hệ mật mã SISA được thực hiện bằng cách thay thế từng ký tự trong văn bản gốc bằng ký tự đứng sau nó 3 vị trí trong bảng chữ cái. Lấy ví dụ nếu input là Hello World, How are you? Thì output kết quả sẽ là. Và như trong bài số 5 tìm hiểu về sâu ký tự, chúng ta có kết quả mã hóa SISA như trong hình sau. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện bài toán với yêu cầu như sau. Cho một file có tên là input.txt lưu văn bản gốc làm input cho chương trình mã hóa SISA. Yêu cầu 1. Mã hóa dữ liệu có trong file input.txt bằng thuật toán mã hóa SISA. 2. Lưu kết quả mã hóa trên ra file có tên là output.sisa.txt. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số hàm cần sử dụng trong chương trình. Đầu tiên đó là câu lệnh khai báo các con trỏ file. Với con trỏ fprint, chúng ta dùng hàm fopen để mở file dùng để đọc bằng tham số R. File được mở là input.txt. Tương tự đối với con trỏ fprint, write, chúng ta dùng hàm fopen để mở file output.sisa.txt. Tham số vk trong hàm fopen chỉ ra rằng file này mở ra để ghi dữ liệu. Trong chương trình cũng sẽ sử dụng một hàm fgetc dùng để đọc một ký tự từ file và hàm fputc dùng để ghi ký tự c vào file. Phần giải thích chi tiết sẽ có ở phần sau ngay phần lập trình. Giả sử chúng ta có file input có dữ liệu như sau. Đây sẽ là input đầu vào cho chương trình mã hóa SISA. Để bắt đầu chúng ta mở một file mới và soạn thảo. Đầu tiên khai báo thư viện stdo.h. Tiếp theo thực hiện khai báo hai con trỏ có kiểu file là fprint và fprite. Chúng ta thực hiện mở file input.txt, chúng ta lấy địa chỉ của nó là từ ổ D trong thư mục defc 6.0 input.txt, mở ra dùng để đọc bằng tham số R. fprint bằng fopen mở ra output.sisa.txt với cách thức là mở ra để ghi. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra việc mở file để đọc có thành công hay không. Nếu fprint bằng null có nghĩa là nó có lỗi và chúng ta đưa ra thông báo lỗi là mở file có lỗi. Và kết thúc bằng câu lệnh return -1. Chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp để đọc tất cả các ký tự có trong file input.txt được trỏ bởi con trỏ fprint và lưu các ký tự đọc được từ file vào biến C có kiểu là cha. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu đã đến ký tự cuối cùng trong file thì chúng ta sẽ kết thúc bằng câu lệnh break. Tiếp theo chúng ta sẽ in ra ký tự C đọc được ra màn hình bằng câu lệnh putcha C. Tiếp theo chúng ta sẽ in ký tự C đọc được vào file output.sisa.txt được trỏ bởi con trỏ fprint và chúng ta kết thúc vòng lặp do while. Cuối cùng chúng ta đóng các file đã mở, đó là file input.txt được trỏ bởi con trỏ fprint và file output.sisa.txt được trỏ bởi con trỏ fprint và chúng ta kết thúc bằng câu lệnh return 0. Chúng ta thực hiện việc biên dịch. Phần mềm yêu cầu chúng ta lưu file. Chúng ta sẽ lưu file, đọc, ghi file. Ok. Kết quả thông báo lỗi việc mở file, chúng ta cần phải sửa lại. Chúng ta thấy có các cảnh báo lỗi. Chúng ta cần phải sửa lại đường dẫn thành hai dấu gạch. Chúng ta biên dịch và chạy chương trình lại. Kết quả chương trình đã đọc được file. Chúng ta thấy rằng chương trình không hề in ra file output.sisa.txt. Tiếp theo, chúng ta cần sửa lại đường dẫn thành hai dấu gạch trong dòng số 6. Chúng ta thực hiện việc biên dịch và chạy lại chương trình. Chúng ta sẽ kiểm tra kết quả
khi ra file mới đã xuất hiện output sysa.txt. Chúng ta nhận thấy rằng kết quả này so với kết quả input là hoàn toàn giống nhau. Như vậy chúng ta mới thành công trong việc ghi ra file mới, chứ chưa hề thực hiện quá trình mã hóa sysa. Tiếp theo chúng ta sẽ mở file thực hiện chương trình mã hóa sysa đã được thực hiện trong bài học thứ 5. Chúng ta sẽ thực hiện copy đoạn mã code của thực hiện việc mã hóa từ dòng số 15 cho đến dòng số 29 sang chương trình mới của chúng ta. Chúng ta sẽ sao chép phần copy ở phía sau dòng 16. Và tất nhiên chúng ta cần phải sửa đổi lại một chút trong chương trình cho nó phù hợp. Chúng ta sẽ thu nhỏ cửa sổ lại. Như vậy là đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ biên dịch và thực thi chương trình. Ở đây có sự báo lỗi, đó là do lỗi chưa khai báo biến MA. Chúng ta lại tiếp tục biên dịch và chạy chương trình. Lần này chương trình đã thực hiện xong. Bây giờ chúng ta xem kết quả. Chúng ta sẽ mở file input.txt. Chúng ta hãy quan sát thời gian tạo ra file output sysa. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả đối với input và output. Như vậy, chương trình chúng ta đã hoàn thành xong. Tiếp theo, chúng ta sẽ giải thích các câu lệnh được sử dụng trong chương trình. Trước hết, chúng ta tìm hiểu khái niệm về file và stream có trong ngôn ngữ lập trình C. Ngôn ngữ lập trình C xem mỗi file như là một dãy các byte và file được kết thúc bằng một dấu hiệu là end of file. Stream được tạo ra khi một file được mở. Nó cung cấp một kênh giao tiếp giữa file và chương trình. Việc mở một file sẽ trả về một con trỏ, trỏ tới một cấu trúc file. Chúng ta lấy ví dụ, các con trỏ file gồm có stdin, tức là standard input, tức là keyboard, bàn phím. Stdout, tức là standard output, tức là màn hình, screen. Hoặc stderr là standard error, tức là đưa lỗi ra màn hình. Lưu ý rằng ngôn ngữ lập trình C không đưa ra cấu trúc file và cũng không có khái niệm về các record, tức là bản ghi trong một file. Tất cả những cái này người lập trình phải tự cung cấp cấu trúc file trong chương trình. Để mở một file, chúng ta cần khai báo một con trỏ file. Chúng ta sử dụng hàm fopen mở cái file có tên là file name và xác định chế độ mở file. Chế độ mở file sẽ là đọc nếu mode là R và sẽ là ghi file nếu là V. Chẳng hạn trong chương trình của chúng ta có sử dụng khai báo con trỏ fparent và chúng ta thực hiện gán nó bằng hàm fopen mở file input.txt và chế độ là mở ra để đọc. Và con trỏ fprite dùng để mở file output sysa.txt với mục đích là mở ra để ghi. Để đóng một file thì chúng ta sử dụng hàm fclose con trỏ file. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu hàm đọc và ghi ký tự vào file. Để đọc một ký tự từ file, chúng ta sử dụng hàm fgetc. Và để ghi một ký tự vào file, chúng ta sử dụng hàm fputc. Chẳng hạn trong chương trình của chúng ta có sử dụng câu lệnh là khai báo một miếng C bằng fgetc fprint, tức là đọc một ký tự từ file được trỏ bởi con trỏ fprint, tức là file input.txt. Và chúng ta có sử dụng hàm fputc c.fprint, tức là chúng ta ghi ký tự C vào file output sysa.txt
được trỏ bởi con trỏ Appwrite. Khi thực hiện các thao tác đối với file, chúng ta cần biết những cái việc quản lý lỗi khi phát sinh. Kiểm tra lỗi mở file. Giả sử fp là con trỏ được trả về bởi hàm fopen. Nếu con trỏ là null, tức là có lỗi khi mở file. Kiểm tra khi đã đọc đến cuối file, chúng ta sử dụng hàm fnfile. Nếu đã đến cuối file thì chúng ta sẽ một là đưa ra dòng thông báo là đã kết thúc việc đọc dữ liệu, hai là kết thúc. Như trong chương trình của chúng ta tại dòng số 16, khi đến cuối file chúng ta thực hiện việc kết thúc. Trong chương trình có sử dụng câu lệnh do while. Câu lệnh do while sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên thực hiện đoạn chương trình. Sau đó thực hiện kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện là sai thì kết thúc câu lệnh do while. Và nếu điều kiện là đúng thì quay trở lại thực hiện bước 1. Chúng ta lưu ý rằng trong ngôn ngữ lập trình C, giá trị của một biểu thức bằng 0 sẽ được xem là sai và nó khác 0 sẽ được xem là đúng. Chẳng hạn trong chương trình chúng ta sử dụng câu lệnh do while bắt đầu từ dòng 12 cho đến dòng 29. Chúng ta thấy điều kiện ở đây được gán là 1. 1 là giá trị khác 0. Điều này có nghĩa là điều kiện luôn đúng. Nếu điều kiện luôn đúng thì chương trình sẽ cứ lặp đi lặp lại và không bao giờ kết thúc. Chính vì vậy, để kết thúc chương trình, khi chúng ta đã đọc đến cuối file, chúng ta có dòng 16 là sử dụng câu lệnh break. Câu lệnh break có tác dụng kết thúc một câu lệnh nạp chứa nó. Nội dung bài hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.